Hello, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm, 19 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân tý số 31 bắt đầu. Hôm nay là ngày 19 tây tháng giêng, cũng là ngày tưởng niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải quân đã vấn đề là kêu bằng là đánh thằng Tàu Cộng ở ngoài Trường Sa. Cho nên kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy nghe một buổi chào cờ để chúng ta tưởng niệm đến những vị anh hùng đó vì dân tộc Việt Nam để mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như lãnh hải. Kính chào quý chiến hữu và các anh chị đến với mái nhà của Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý vị tham dự lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Xin hãy đưa bàn tay đặt lên trái tim mình để tỏ lòng tôn kính và nguyện một lòng vì Tổ quốc, chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ và phát huy chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Hỡi những người con của mẹ Việt Nam từ khắp bốn phương trời đang hiện diện nơi đây, hãy kính cẩn nghiêng mình chiếc lá cờ vàng đại nghĩa, biểu tượng của một dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất. Hỡi hồn thiêng sông núi, Tổ quốc Việt Nam là một dải non sông gấm vóc. Đất nước Việt Nam hình cong chữ S trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Giang sơn này, tổ tiên chúng ta đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và đã hy sinh biết bao xương máu để dựng nước và giữ nước. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải bảo vệ và bồi đắp cho sự trường tồn và hưng thịnh của Tổ quốc Việt Nam. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Tất cả chú ý. Lễ khai quân hiệu toàn quốc quân kỳ chú ý. Xin chào. Sau đây là một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đồng bào và các chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào của chúng ta chết đớn đau trên vùng kinh tế mới. Các chiến sĩ, các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gửi xác thân nơi góc núi ven rừng hay chết thảm thương trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm
cũng để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào đã rời xác thân trên vùng biên giới và trên biển cả mênh mông khi vượt biên, vượt biển, tìm tự do. Xin đốt một nén tâm hương, kính cẩn nguyện cầu các anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tuấn tiết quên mình, hy sinh cho Tổ quốc và chính nghĩa quốc gia dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay là cái ngày mà đau thương, vấn đề là kêu bằng Hoàng Sa đã mất vào tay của thằng Tàu Cộng vào cái cuộc hải chiến năm 1974. Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa người ta đã chiến đấu hy sinh, nhưng mà với cái lực lượng không cân bằng, bởi vì hải quân của vấn đề là thằng Tàu Cộng nó vấn đề là quá hùng hậu. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là chúng ta đã thất trận. Mà cho đến ngày hôm nay ở tại Việt Nam, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam chửi Mỹ, chửi Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà một cái tát tai thật là tát tai như là trời giáng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là người dân ở từ Bắc chí Nam, người ta đều được tưởng niệm, người ta đều đeo vòng hoa để người ta tiễn niệm những người con của mẹ Việt Nam đã bỏ xương, đã bỏ máu xuống. Thế mà vấn đề là ở tại Hà Nội, Lisa nhận được á, là cái đảng đỉ, cái quân chó đẻ Cộng sản Việt Nam thì lại đàn áp gần hơn 40-50 người. Người ta ra tượng đài Lý Thái Tổ để người ta tưởng niệm. Trong đó có anh Vũ Quang Thuận đã phát cái thánh giá để mà đi ra. Thì nghe nói rằng là tụi hành sự nó đè mà nó đánh. Lisa đã gửi một công văn tức tốc đến lãnh sứ quán của Hoa Kỳ để chuẩn bị thông báo về vấn đề mà chà đạp nhân quyền thậm tệ như thế này. Những người ở tại Hà Nội cũng phải nên tổ chức để mà đi đến lãnh sứ quán để mà minh quang rằng là chúng tôi đã vấn đề là kêu bằng là biểu tình ôn hòa để mà vấn đề là tưởng niệm những người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ họ đánh đập, họ bắt đi như vậy. Cho đến bây giờ những người bị bắt, quý vị hãy nêu danh sách ra để mà vấn đề là người Việt ở hải ngoại này người ta được lên báo chí cũng như là cho tất cả các phương diện truyền thông biết là Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng khốn nạn, là một đảng súc vật. Nó thật sự bây giờ là tay sai của bọn Tàu Cộng. Nó thật sự ra nguyên hình của nó là tay sai của bọn Tàu Cộng nha. Rồi, kế tiếp nữa, Lisa trả lời ngày hôm nay luôn, hổm rày rất là nhiều những cái chuyện mà để trả lời. Nhưng mà Lisa vấn đề là bận quá không có trả lời được nha. Ừ. Lisa trả lời hôm nay, trời ơi chị ơi, chiếc xe của em mới chạy ra ngoài đường, chiếc xe của em trị giá chỉ có 2 triệu đồng mà gặp một thằng cảnh sát chó đẻ, nó tên là thằng Thượng Quý Trần Đại Phúc, nó ở khu vực cầu vượt Bình Phước, giáp ranh với Bình Dương, quốc lộ 13. Nó đã phạt em 1 triệu đồng chỉ vì chiếc xe em cũ quá, cái bô nó bị rỉ sét. Thế mà nó vào nó bắt em phạt, em không có tiền, em đành phải khóc và đưa xe cho nó giam luôn. Em tức quá chị ơi, chị có thể lên tiếng để mà chị chửi bà nội cha nó, cao tàng cố tổ nó, nói nó ăn ở sao mà cho nó vừa vừa vậy, ăn ở ác đức quá thì coi chừng con nó, dòng họ của nó sẽ bị hại gánh hậu quả. Em nghèo quá trời, chỉ có chiếc xe mà nó khốn nạn như vậy đó chị ơi. Ừ. Chị chửi thì chị cũng chửi thôi, nhưng mà đối với cái quân này thì em không cần phải chửi, mà em phải dùng một ca axit đậm đặc cho chị. Bây giờ nó phá cái cuộc sống của em như vậy rồi thì lỡ rồi, còn vừa dân quá khổ rồi, em tạt mẹ nó vào mặt đi. Hoặc là em coi ngay cái bộ chỉ huy của nó, em tạt vào cái bộ chỉ huy của nó cũng được nữa. Nếu mà cảnh sát giao thông mà nó đeo em không có tạt lên mặt được thì em cứ tạt mẹ nó vô quần cho nó phỏng, cho nó rách mẹ nó quần, mà phải axit đậm đặc để cho nó quéo đi cái vấn đề là kêu bằng là mẹ bộ phận sinh dục của nó, để cho nó biết nó đau, nó nhớ đời.
đường nào mình cũng chết hết trơn á, làm đi. Người dân Việt Nam mà cứ kêu chị lên đây, lên trên mạng này lá làng hoài mà không đụng nó cọng chân, nó còn ngồi nó đứng nó cười nữa kìa, nó cười trên đầu của người dân Việt Nam nữa kìa. Chị nhận được là ở tại Nha Trang đó, là ở cái xóm đó đó, bắt đầu là nó cho đốt đã rồi, nó ra bộ nó đăng lên trên báo chí, nó nói rằng là vấn đề là kêu bằng là người ta nấu cắm heo cắm lợn cho nó bị cháy, nhưng mà thật sự nó âm mưu nó đốt cháy, đốt cháy mẹ rồi, bây giờ nó bắt người ta không được về cái khu đó, nó kiếm cớ nó mời người ta đi hết, để trong tương lai nó giải tỏa nó lấy luôn. Đây là âm mưu của thằng Tàu chứ gì nữa. Các em cháy, nhà nhà của các em bị cháy thì các em đi về đó, các em dựng lên dù cái liều, dù cái chòi, dù cái tranh đi chăng nữa cũng là cái đất của mình, cũng khu đất của mình, mắc mớ gì phải di tản người ta đi lên trường học đi hết trơn là sao, mua đồ gì, bao nhiêu đó là mọi người đã nhìn ra rồi đó. Ở Nha Trang nó đã thuộc về Tàu gần 3 năm trước rồi, bây giờ nó từ từ nó sẽ, người dân mà không đứng lên là nó sẽ diệt trừ để mà vấn đề là cho người dân phải chết. Nó không bắn Việt Nam, nó không giết Việt Nam lộ liễu để cho thế giới đi vào, để cho Việt Nam Cộng Hòa đi vào đâu. Mà bây giờ nó giết Việt Nam bằng cách như vậy đó. Nó cướp đất, nó cướp nhà, rồi nó kêu những cái lũ mà cảnh sát giao thông chặn xe của các em như vậy đó, làm cho đời sống Việt Nam rất là đau đớn. Nhiều người vô người ta than với Lisa, Lisa rớt nước mắt mà Lisa không làm gì được hết. Có những người nói người ta nghèo quá, người ta đi làm từ thiện mà nó cũng không cho, nó bắt nó đi lên ấp lên xã để mà những người lật cho bạn là phải trình diện là bao nhiêu phần hàng, gửi bao nhiêu tiền rồi đưa cho nó để mà nó đi tới nó phát cho người ta, nó khốn nạn như vậy đó. Lisa hiến kế cho các bạn liên lạc với Lisa đi, tất cả những cái người nào mà làm từ thiện nó liên lạc với Lisa đi. Rồi Lisa, những người nào mà cần giúp đỡ đó cứ VM với Lisa, Lisa âm thầm cho các bạn đi đến tầng nhà để các bạn phát cho người ta. Hoặc là kêu những người đó đi đến nhà của các bạn phát. Giống như mình ngồi mình bác ở trong nhà vậy đó, ai tới thì mình đưa một phần quà cho sách đi ra, đâu có cần phải làm gì đâu. Đó là một cái chiêu mà mình đã làm để mà ở tại Việt Nam. Đó. Lisa là người trung gian cho. Đó. Cứ việc chứng này là người nào cần đó là Lisa chỉ địa điểm cho người ta đi đến đó. Hoặc là quý vị nào ở Việt Nam mà muốn chứng này là giúp đỡ, hoặc là người nào đứng ra muốn giúp đỡ một cái người đó, thân nhân đó như thế đó, đó, đó. Vô âm thầm nói chuyện với Lisa. Rồi Lisa vấn đề là sẽ cho số tài khoản của cái người ở bên Việt Nam, rồi tự động các bạn muốn giúp đỡ bao nhiêu các bạn giúp, hoặc là hẹn người ta đến nhà các bạn cho tiền người ta rồi người ta đi thôi. Chứ bây giờ nếu mà nó làm tới cái mức độ như vậy rồi thì vấn đề là chúng ta phải khôn ha. Trời ơi, Lisa mà ở trong nước là 1.000 cái kế. Người dân Việt Nam mình khờ quá à. Bây giờ nó chặn, nó không có cho đi lại để mà phát quà cho người ta. Thì bây giờ mình âm thầm, mình giúp đỡ theo âm thầm. Chứ có gì đâu. Người dân mình phải đùm bọc với nhau. Chỉ vậy thôi à. Cho nên ai ở Việt Nam mà làm ăn mà cảm thấy mình có dư giả mà muốn giúp đỡ mà bây giờ bị khó khăn như vậy, cứ liên lạc với Lisa. Và những người nào mà như nhờ cái em này nè, bị lấy xe như vậy, bây giờ không còn xe, ngồi khóc, ngồi tự giận. Em không cần phải tự giận. Em không cần phải tự giận. Em cứ liên lạc với chị. Nếu mà chị cảm thấy được rồi, chị sẽ cho số điện thoại cho cái người ở Việt Nam. Hoặc là chị vấn đề là liên lạc với họ, để mà vấn đề là cho em liên lạc với họ, để mà họ giúp đỡ em được cái gì đó, họ giúp đỡ. Của ít lòng nhiều mà, người ta sẽ giúp đỡ cho em thôi. Chỉ có con đường đó thôi. Những người nuôi heo bây giờ vô người ta khóc với Lisa, ta đòi người ta tự giận, ta chết, người ta bị lỗ quá trời thiếu tiền. Bây giờ đem nhà ra cầm cho ngân hàng, rồi bây giờ bắt đầu là thằng Tàu cầm nó khốn nạn, nó qua nó kêu nuôi heo, nó đem thức ăn của nó qua, nó để toàn là hóa chất ung thư cực độc cho chồng. Heo ăn xong phải cắn đuôi chết luôn. Rồi hoặc thậm chí là những này bây giờ nó qua nó chơi, nó giá bộ nó lấy heo đó bây giờ cho ăn quá liều lượng, nó không mua, nó để cho rẻ bèo nhẹ, để cho bán ra thị trường cho người dân Việt Nam ăn. Người dân Việt Nam thấy thịt heo có 20.000, 23.000 ký rẻ quá, mua về ngồi đó ăn giọng vô để mà chết không kịp ngáp, để cho vấn đề là chết không còn một mạng nào hết, để cho thằng Tàu nó qua nó lấy nước Việt Nam cho giò gọn chút, cho nhanh chút. Bởi vì trời ơi, chưa bao giờ mà thịt heo nó rẻ như vậy mà. Trời ơi, thằng Tàu cộng nó có 1.001 cái mưu kế. Mà bây giờ các em phải nên nhớ là ý thức được rằng là ở tại Việt Nam bây giờ đó, mình không chống thằng Tàu không mà mình chống với cái đảng đỉ nữa. Tức là thằng đảng đỉ là một tay sai cánh tay nói dài của thằng Tàu cộng. Nó chuẩn bị nó giết mòn, giết lần dân tộc Việt Nam. Nó không cần một viên đạn, không cần một tiếng súng nổ, nó giết bằng hóa chất để mà nó thuốc cho chết thôi. Chết cả một dân tộc Việt Nam luôn. Đó. Tại sao nó không dám mua thịt heo? Tại vì nó biết trong đó đưa đồ ăn qua là toàn là đồ độc, không nó bán đồ ăn cho nuôi heo toàn là tăng trọng lượng, toàn là hóa chất cực độc, không nó đâu dám ăn đâu.
cho nên nó không ăn, nó giả bộ nó không ăn nó uống cho nó để cho người dân Việt Nam phải. Vấn đề là cái bằng bát lỗ như vậy rồi, mùa sau không có bao dắp nuôi heo nữa thì toàn dân Việt Nam không ai dắp nuôi heo mùa sau, thì bắt đầu nó đem heo từ bên nó tràn qua để mà nó bán với cái giá cắt cổ mổ họng. Trong tương lai nó bán một cái giá cắt cổ mổ họng cho các em thấy, em yên tâm đi. Bây giờ biết nay nó làm một dốt vậy để cho người ta sợ sệt, được mùa sau không ai dám nuôi heo chứ. Thì bắt đầu mùa sau giá heo nó khan hiếm, năm sau heo khan hiếm, thì nó đem heo từ bên Tàu cộng qua, nó bán giá gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mà những con heo, những miếng thịt heo từ bên Tàu nó đem qua thì toàn là nó tẩm quá chất mẹ hết. Đây là cái chiêu bài mà nó đánh kinh tế Việt Nam, mà những cái thằng đầu bò trong bộ chính trị nó không biết được. Nó không biết được. Chị ơi, chị mắc cười quá chị ơi. Hôm qua chị công khai vụ biên giới lùi phía Bắc, thì hôm nay tin ở trong nước nó đang lên đài truyền hình cũng như phỏng vấn bộ đội biên phòng Việt Nam và Campuchia để khẳng định biên giới vẫn tốt, công nhận bọn cộng sản. Sợ chị quá hả chị? Mà chúng càng chứng minh là không sợ thì lại càng lôi cái đuôi của chúng ra. Ừ, thì những gì mà chị nói lên nó rung động ở trong quân đội rồi thì nó điên lên chứ sao. Nó điên lên chứ sao em? Chị còn cho các em biết những cái tin động trời. Tức là bây giờ các em ở Việt Nam ai ai cũng biết là vấn đề là kêu bằng bô xít là của Tàu. Mà các em không biết được là cái nguyên nhân cái bô xít là như thế nào. Thì chị sẽ kể cho các em nghe. Hoặc là chị sẽ thông tin cho các em nghe. Cái việc mà cái đảng đỉ nó cho thằng Formosa vô khai thác ở Việt Nam chỉ là một cái cớ mà thôi. Chỉ là cái cớ mà thôi. Chuyện khai thác vấn đề là bullshit, mà nó giả bộ nó kêu là đi vô phải khai thác luôn cả mỏ vàng nữa kìa. Vừa khai thác mỏ vàng mà vừa khai thác bullshit ở Tây Nguyên luôn. Nếu mà khai thác được vàng thì đem về bên Tàu để nó làm vàng hóa chất, nó bán qua bên Việt Nam thử y như vàng thật vậy đó, nhưng mà toàn là vàng hóa chất không, vàng giả không. Rồi các bạn ở Việt Nam chỉ biết là bullshit là bán như vậy, mà các bạn không biết được là cái chuyện trồng rừng nó như thế nào. Trồng rừng từ Tây Nguyên xuống tới Nam Căn Cà Mau luôn. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Khai thác vàng miền Trung thì thời gian báo chí nó đang rầm rầm rồi. Nhưng mà họ chỉ đăng là những người đi mò vàng, mà họ không biết những người phu mà đi đào vàng này là những người này làm việc cho thằng Tàu Cộng. Trời ơi, thằng Tàu Cộng nó ép những người này phải dùng chất ma túy cực độc để không còn sợ sệt nữa, đi vào đào vàng, đi vào những cái khu rừng hay là những cái mỏ để mà đào, nhiều khi nó đè chết mẹ ở trong trống luôn, để nó dễ bề, nó khống chế. Chị nghe kể, chị nghe thông tin nói là cho chị nghe là ở cái Cẩm Mỹ Long khác đó, có mấy trăm người đi đào vàng ở miền Trung mà đi đi đào là cho Tàu không. Hay không? Ở bên đây mà cái gì bên Việt Nam chị cũng biết. Giỏi ghê vậy. Rồi còn có một cái vùng bô xít, cái vùng mỏ bô xít mà nó rộng lớn gần cả chục ngàn km vuông ở Tây Nguyên. Mà bây giờ chị nhận được tin của tình báo Hoa Nam, nó đưa về bên tình báo Hoa Nam, chị tình cờ chị biết được, người ta cho chị hay được đó, là cả một cái vùng ở tại Tây Nguyên nó gần cả kêu bằng bạc ngàn ở bô xít như vậy, chỉ có một tiểu đội của bộ đội thôi. Chỉ có một tiểu đội của bộ đội ở đó thôi. Mà cái điều họ quan sát, họ thấy trong cái những cái người bộ đội này đó, đi thì nhiều nhưng mà chỉ có một hai thằng gác, chỉ cầm được có 4 cây AK, người ta chụp hình cho chị coi, chỉ có 4 cây AK canh chừng thôi. Trong khi đó ở trong bô xít mấy năm nay là có gần hơn 10.000 công nhân trá hình, mà những người này toàn là những người quân đội không, cho nên người ta không cần phải nói chuyện với vấn đề là cái lũ mà vấn đề là cầm súng, mà vấn đề là đứng chỉ cần nó rỉa một cái là chết mẹ tụi bay ngay. Ở trong bô xít Tây Nguyên bây giờ có trên cả một sư đoàn, trên 10.000 công nhân Tàu, mà đội lớp toàn là quân đội không. Bọn chúng đều có tân trang súng đạn. Bọn chúng giống y như một quân đội, làm việc rất là nghiêm túc, rất là kỷ luật, rất là kêu bằng là nghiêm. Đi đâu cũng phải đi từ đoàn, từ đoàn, y như là một đại đội hoặc là một tiểu đội, tức là gồm có 10 người, 12 người đi một tốp như vậy. Các em để ý đến những người Tàu Cộng mà nó đi ăn uống hay gì cũng vậy, ở Việt Nam nó chia ra phải 6 người hoặc là 4 người hoặc là 10 người hoặc là 9 người, nó đi theo từ tiểu đội của nó.
chứ nó không bao giờ nó đi riêng rẽ đâu. Bởi vậy cho nên mình muốn giết nó cũng khó lắm, bởi vì nó được huấn luyện kỷ luật từ ở bên Tàu Cộng xâm nhập qua Việt Nam. Bây giờ cái tiểu đoàn này, cái sư đoàn 10.000 quân này, anh đóng ở tại Bô Xích Tây Nguyên thì anh muốn đi ra đường thì anh đi phải thành từng nhóm từng nhóm. Khi anh vào khu Bô Xích Tây Nguyên, anh cũng dựng thành những cái trại, anh phải ở từ khu tập thể như vậy, 12 người ở như vậy như vậy như vậy. Ngay cả đi vô tới Nha Trang cũng vậy, đi vô Đà Lạt cũng vậy, họ phải đi thành từng nhóm. Những nhóm này chỉ nhận được mật báo là những tiểu đội. Cái người mà trả tiền là người tiểu đội trưởng. Giống như giả bộ đi ra ăn nhậu để tao khao cho mày, nhưng mà thật sự ra ngồi bàn tính với nhau toàn là chỉ huy nói chuyện với những người đó không. Những tiểu đội ra ngồi họp, nhưng mà cái chỉ thị của thằng Tàu Cộng là lấy tỉnh nào là trụ tỉnh đấy, tức là chiếm được rồi là phải ở chỗ đó để coi tình hình địa thế. Cái quan trọng nhất là coi tình hình địa thế hiểm trở như thế nào để mà giữ tại ở cái nơi đó luôn. Thí dụ bây giờ đi xuống Cà Mau, một tốp người Tàu Cộng đi xuống Cà Mau làm ăn thì họ trụ ở đó phải có một người chỉ huy trưởng hoặc là một người, nhất là tiểu đoàn trưởng hoặc là một người sư đoàn trưởng ở đó. Ở tại Bô Xích chị nhận được là trên 10.000 quân của Cộng sản, 10.000 quân của Tàu Cộng thì đương nhiên nó có sư đoàn trưởng ở trên đó. Trời ơi, có một cái chuyện nào mà nó nực cười mà cái Formosa Bô Xích nó vô nó làm ăn gần cả mười mấy năm nay mà kêu bằng nó không trả một đồng thuế nào cho ngân sách quốc gia. Trời đất mẹ ơi là trời. Nó làm ăn cái đéo gì mà nó không trả một đồng xu nào hết. Rồi bây giờ ở trong đảng có những người ta bắt đầu đi lên, người ta la làng lên mặt báo là Formosa chứ không trả một đồng xu nào hết. Thì bây giờ tự động nó dẹp mẹ cái tin này, không đăng không gì hết trơn. Nó không trả một đồng xu. Nó vô là nó đang huấn luyện ở tại Formosa. Nhưng mà có một cái chuyện khác động trời mà báo chí nó không đưa lên. Người dân trong nước cũng không biết. Chỉ có những người nào vấn đề là am hiểu giỏi giỏi thì biết được thôi. Cái chuyện mà mọi người dân trong nước không biết được, tức là ở tại cái Formosa, cái quặng mỏ Bô Xích của Việt Nam, nó đem chất uranium, tức là cái chất này là cái chất chế tạo bom nguyên tử. Còn nếu không chế tạo bạc đạo mà không chế tạo bom nguyên tử thì cái chất uranium này nó sẽ chế tạo thành một cái hóa chất làm cho người dân, nhất là bỏ một vô nước một cái là người dân tự nhiên bị khùng điên điên chết mẹ liền. Nó thuốc một cái là không có không khí, nằm cà giật chết ngay, bởi cái chất uranium này rất là độc. Mà ở tại Bô Xích nó đã đem chất uranium vào rồi, nhưng mà một tiểu đội của những người là bộ đội không được quyền vô cái vùng Bô Xích Tây Nguyên. Bởi bây giờ quân đội của họ đóng ở trên 10.000 quân trên một sư đoàn, thì làm sao một tiểu đội của những người là thằng Cộng sản mà đi vào đó được? Có mười mấy thằng làm sao vô? Có 12, 13 thằng mà trong khi đó nhưng mà lại có 4 thằng cầm 4 cái súng AK không mà làm lợi nó không? Trong khi súng của Tàu nó đem qua, tao nói bây giờ nó nằm dày đặt ở trong Bô Xích. Cái quặng Bô Xích ở tại Bô Xích bây giờ chị nghe nhận được là kêu bằng các em bước cho trọng tới đâu là lựu đạn tới đó, súng tới đó, mìn tới đó. Nó cất giấu, tao nói nghiêm ngặt vậy không ai biết được. Ta nói ngoại bất xuất mà nội bất nhập. Tức là thằng Cộng sản Việt Nam chó đẻ không đi vào được. Chỉ có người của nó ở trong đó đi ra ngoài thì được, nhưng mà ở bên ngoài thì không đi vào được. Thành trình báo qua Nam nó ký một cái văn bản nào đó mà quân đội Việt Nam phải làm một cái quân đội bù nhìn, không dám đặt chân bước vào Bô Xích Tây Nguyên để mà coi kiểm tra những cái gì ở trong đó. 10.000 quân nó đóng trong đó, vũ khí nó để dày đặt ở trong tắm, nhưng mà không có một thằng nào, không có một sư đoàn nào, không có một cái vấn đề là kêu bằng là hả mẹ trinh sát nào mà dám léo hắn vô được cái khu vấn đề là kêu bằng là Bô Xích. Tại cái hầm mà nó chứa vũ khí, chị nghe nói nó gài miền tâm, nó đầy giặt hết trơn. Chỉ còn mà lét đi vô đó trinh sát là nó nổ mẹ chết mẹ liền tại chỗ. Ta nói quân đội Việt Nam bây giờ là xong rồi đó. Có một cái ông về ông coi, ông này là người nhà hóa học Canada, ông đã công bố cái vụ này. Ông ta vừa công bố xong là bị trục xuất rồi khỏi Việt Nam. Ông ta kể những cái câu chuyện này cho một Việt kiều Mỹ. Việt kiều Mỹ ông này tên là ông Trần Văn Minh. Ông ta bắt đầu là cái bằng là kể hết cho mọi người nghe trong thời gian. Nhưng mà là đăng lên các em thấy đấy đó.
Ở Cam Ranh bây giờ cũng vậy. Ở Nha Trang thì hầu như là họ trong tương lai họ sẽ di dời người dân ở Nha Trang hết. Bởi vì họ cái mục tiêu của cái Tàu Cộng bây giờ nó chỉ muốn lấy Nha Trang là bờ biển đẹp, và nó lấy luôn ở tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Sau đó nó mới tính chuyện tới Mũi Né. Mũi Né bây giờ chỉ có những cái resort của Tàu Cộng mà thôi. Bây giờ mà người dân ở Việt Nam mà đi ra ngoài cái đảo Ba Bình đó, tức là đảo Trường Sa, thì coi chừng. Chị nhận được một cái tin mật đó là trên cái đảo đó bây giờ đó, nó có hơn 3.000 những cái căn nhà. Tức là nó giá bộ nó để là căn nhà nhưng mà toàn là doanh trại không. Thuyền đánh cá của Tàu Cộng nó ngang nhiên, nó nuôi, nó đánh bắt cá ở ngoài cái vùng Hoàng Sa đó, ở Trường Sa đó luôn. Họ đều có súng ở trên đó nha. Họ có cả, vấn đề là hệ thống radar luôn nữa đó. Hệ thống radar quân sự luôn đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Chỉ cần mà một chiếc tàu nào mà mang vũ khí cảnh sát biển của Việt Nam mà đi ra ngoài mà có cái điện đàm là nó hú lên liền tại chỗ. Là nó rượt chạy tao, nó kêu bằng là té cất ra ngoài luôn. Còn mà tàu cá Việt Nam thì không có radar đó, thì nó đặt ống nhìn, nó nhìn nó thấy rồi là bắt đầu nó chạy, nó đâm cho mày văng mẹ luôn, nó không cần bắn. Tao nói nó hút mẹ luôn cho chết, bởi vì tàu nó bọc thép mà. Nó đâm một cái là tàu Việt Nam của mình mẹ, nhưng mà là bằng cây, bằng gỗ, sao mình sao chịu nổi. Nó đâm một cái là lũng ụt lỗ nước vô là độ mày lên đơn trên biển, nó bỏ, nó cười, nó chạy, mày lội vô được mày lội, mày không lội cá mập nó đớp mày kệ mẹ mày. Lúc đó Việt Nam tao nói kêu trời kêu đất, ngư quân dân Việt Nam bây giờ kêu trời kêu đất, mẹ cảnh sát biển đâu bảo vệ, hải quân đâu bảo vệ, Hoàng Sa Trường Sa giờ mẹ nó đưa người nó du lịch mẹ cho dắt bảo vệ không ha. Bây giờ ngư dân Việt Nam sợ quá rồi. Bây giờ ở trong nước bờ biển của mình các em thấy đau không? Trong nước của mình, vịnh Bắc Bộ của mình, trong cái vấn đề là miền Trung mà bây giờ không đi bánh cá được, phải đi qua bên cái biên giới, vấn đề là qua bên Malaysia để người ta nắp đầu, người ta phạt mỗi người 2-3 ngàn đô, bắt bỏ tù. Rồi bây giờ mon men đi qua tới bên những này là bờ biển của Úc Châu đó, tức là Australia đó, chuẩn bị Úc Châu, những này là nó chụp đầu nữa, nó phạt nữa. Nhưng mà bờ biển của mình thì không dám để cho Tàu Cộng vô nó nuôi tha hồ vậy đó. Bờ biển của mình không đi, mình đi qua mình đi là cơ bằng kiếm của người ta. Giống như ao cá mình nuôi, mình không được quyền câu lên mình ăn, mình không được quyền bán, mình phải đi qua cái ao của ông hàng xóm để mà mình lén mình câu trộm mới để cho ta bắt mình đi vậy đó. Ta nhục nhã không? Có bao giờ mà dân tộc Việt Nam nhục nhã tới bây giờ không? Đó. Cho nên những này là chị nhận được cái tin người ta cho chị hay. Người ta nói trời ơi, cô có biết rằng là cái năm ngoái không, có sự xung đột giữa du khách Việt Nam với dân Tàu bị đấm nhau ở trên cái những cái nhà bè của cái đảo này. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam những này là tính đăng lên, nhưng mà tình báo Hoa Nam nó kêu phải ép nhẹm để tránh bị lộ diện cái chuyện này. Cho nên sau đó có lệnh cấm du lịch trên cái đảo Bình Hưng này và cái đảo Ba Bình này. Cho nên các cái đảo mà chúng ta là được mệnh danh này giờ cấp đi du lịch ở trên đây rồi. Cho nên bây giờ những cái đảo này mà ngày xưa mệnh danh là những cái mà vấn đề là đầm, những cái hầm, những cái đìa mà nuôi tôm Việt Nam là bây giờ tiêu mẹ trên này. Như tôm hùm Việt Nam bây giờ thằng Tàu Cộng nó qua nó phá mẹ. Ta nói vừa thả xuống nuôi vừa chuẩn bị ấy, nó bỏ mẹ chất độc xuống tôm ngã lên chết mẹ. Không nuôi gì được đâu. Thằng Tàu nó để cho nuôi đi nó ác lắm. Tôm mà nhỏ nhỏ thả ngoài đảo Trường Sa nuôi nó không nói đâu. Nó đợi cho hơi lớn lớn mà đồ mẹ nó thả chất độc cái là một đêm một coi nó rải một phát một. Mà tao thấy hả tảng sát tao nó nằm trắng mẹ. Ăn không dám ăn. Đó mới chính là cái nguyên nhân thật sự của cuộc biểu tình mà người dân ở tại cửa biển mà những này là Cam Đức, Cam Lâm năm những này là 2015 đó. Chứ không phải là những này là cấm đi du lịch nạo vét quân cảng Cam Ranh đâu. Yeah. Các bạn nghĩ đi. Các bạn nghĩ đi. Cái cảng Cam Ranh là một cái cảng, là một cái vùng mà cái cảng đó là cái nước nó rất là sâu. Bởi vì cái cảng Cam Ranh nó nhập cả kêu bằng là tàu Kiloi năm 2014 của thằng Liên Xô vào được đó mà. Tại cái Cam Ranh là một cái chỗ mà nó trũng, nó luôn luôn nó xoáy như thế này nè. Cái vùng cảng Cam Ranh nó sâu lắm. Mắc mớ gì phải đi vô mà nạo vét ở cảng Cam Ranh để làm gì? Người ta gọi là cái vịnh, cái cảng Cam Ranh là cái vùng nước nó xoáy, nó nằm cho những cái thuyền bè lớn đi vào cái cảng đó, thì nạo vét cái cảng Cam Ranh để làm gì? Một đứa con nít cũng nhìn ra nữa. Nha. Ở trên biển thì như vậy, đời sống người dân thì thê thảm như vậy. Bây giờ nó lại móc nối với vấn đề là những người đại gia ở tại Việt Nam để nó ra cái lệnh là phải trồng rừng. Nó phát động chương trình là để trồng rừng. Cũng là âm mưu của thằng Tàu không đó. Thằng Tàu Cộng không đúng. Kêu bằng là trồng rừng từ Tây Nguyên, nhưng mà thật ra là công ty đấu thầu
của thằng Tàu Cộng không? Nó đấu thầu sao, nó ép giá sao mẹ, năm 2015 tới 2016 thằng cha Bầu Đức công bố doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai bị lỗ mấy ngàn tỷ, chuẩn bị phá sản, bắt đầu là kêu cứu. Bây giờ ông ta nói là nhà nước mà không cứu đó thì kể như ông ta bán cho thằng Tàu Cộng. Cho nên thằng Tàu Cộng nó vô nó chim mồi với ông Hoàng Anh Gia Lai này, nó nói là mày lên, mày la làng đi, mày la làng nó chứ để mà đâu thừa gửi được mày đâu, bởi vì vấn đề là mày lỗ mà. Thì bây giờ đây là đừng rừng này là mày có tiền mày bỏ ra mày mua rừng rồi, thì bây giờ mày nói là mày bị lỗ thì giờ mày bán ngược lại cho tao, cho nên danh chính ngôn thuận mày thấy không, cho nên tao đưa tiền cho mày, giá bộ mày lên mày công bố đi. Mẹ thằng Bầu Đức, mẹ Hoàng La, doanh nghiệp Hoàng Hoàng Anh Gia Lai lên nó la làng, nó nói trời ơi tôi lỗ mấy ngàn tỷ rồi nha, trời ơi là trời, tôi chuẩn bị tôi bán rừng nha, nhà nước mà không đưa tiền cho tôi hay là không cứu thì cả như là đây là đất của tôi, rừng của tôi, thì bây giờ tôi được quyền tôi bán. Đây chỉ là một cái chiêu mà tình báo Hoa Nam nó đưa thôi. Thật ra là thằng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là một tên buôn gỗ lậu, là người ta đứng hàng đầu thế giới mà không ai không biết cả. Thằng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai này là một cái bằng, là một cái mà cái bằng là nó buôn gỗ lậu, mà cái bằng là cả thế giới, cả nước Việt Nam ta đều biết cả mà. Đảng Đị đó, nó giao cho ông Bầu Đức này nè mấy trăm hecta rừng để khai thác kinh doanh hồi năm 2014. Rồi qua năm 2015 thì ông Bầu Đức này mới kêu lỗ nặng và kêu tuyên bố bán rừng cho thằng Tàu Cộng, bởi vì người của ông Bầu Đức là vô trọng là thằng Tàu, mẹ nó phá mẹ đó chứ. Tao nói cây rừng vừa trồng xuống mới có 2 ngày nó nhổ mẹ lên, nhìn thấy đống Phật từ đây qua tới Campuchia luôn đó, trồng gì, trồng cái đéo gì. Cho nên xét về mặt mà luật pháp thì nhà nước giao khoán cho ông Bầu Đức thuê, hoặc là ông Bầu Đức có mua để mà khai thác, để mà nộp thuế, thì ông Bầu Đức không thể nào sở hữu rừng của Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Ông ta không thể nào mà làm trung gian để mà có cái thế lực mà phải bán cho, vấn đề là cái bằng người thứ ba, đó là thằng Tàu Cộng cả. Tại sao ông ta không bán cho dân Việt Nam? Tại sao ông ta không bán? Ai cho quyền ông Hoàng gia Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố là bán rừng Việt Nam cho thằng Tàu Cộng? Các bạn thấy cái chuyện nó ngớ ngẩn hay không? Đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam mà lại bán cho thằng Tàu Cộng. Bây giờ trong tương lai người dân ở tại Việt Nam có nhà ở Việt Nam lại bán cho thằng Tàu Cộng được hợp pháp. Nhưng mà đối với Việt Kiều ở bên đây, tức là người Việt quốc gia đó, mà những này là cùng chung tiếng nói là người Việt Nam, thì về Việt Nam nó không cho mua nhà, nó không cho mua đất ở Việt Nam. Ngay cả đất cát ở tại Việt Nam nó cũng nói rằng là nhà nước quản lý, người dân làm chủ, tức là anh chỉ làm chủ căn nhà đó, nhưng mà căn nhà của anh, đất của anh, nhà nước quản lý, nhà nước muốn lấy lúc nào là lấy. Nhưng mà khi những khu rừng này mà bán cho Tàu, hoặc là những cái đất mà bán cho Tàu, thì ông cố nổi nhà nước cũng không dám quản lý được. Làm sao bấm chân nó đây? Cho nên cái chiêu bài mà giả ông Hoàng Anh Gia Lai lên tuyên bố bán cho thằng Tàu Cộng là tình báo Hoa Nam nó vô nó mua chuột mẹ đó trời. Vui vậy đó. Đó. Mà cái điều đáng nói là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tuyên bố và lên đài truyền hình, lên báo chí ở trong nước luôn, tuyên bố trên các mặt báo là sẽ bán rừng cho thằng Tàu Cộng, mà người dân Việt Nam đưa nguyên cái mặt ra không biết gì chứ. Giờ thôi Hoàng Anh Gia Lai họ làm ăn xuống rồi, giờ cường đô la nó không còn tiền, nó lỗ rồi, giờ thôi nó bán mẹ cho thằng Tàu, nó bán mẹ nó đi, giờ mai mốt mẹ nó ra Tàu nó vô tràn lan, thậm chí những cái công ty của Gia Lai Hoàng Anh nó bán mẹ kệ cha nó, mình đâu biết gì đâu, kệ nó ngồi đây chỗ chờ đợi đi, chừng nào mà Tàu nó vô rồi bắt đầu mình chạy ra mình ôm mình hung nó, rồi biết đâu chừng mẹ nó đá vô mặt mình hoặc nó giết mình luôn, lúc đó bắt đầu hả họng ra mà khóc. Có nhiều người vô nói với Lisa đó, thậm chí ta hỏi mấy người Việt Nam Tàu Cộng vô tính thôi kệ mẹ nó đi, tôi còn mừng cho Tàu vô nữa, kệ nó đi, Tàu nó thương Việt Nam dữ lắm. Nó thương dữ lắm, ngồi nó thương đi, đi ra mua đồ của nó ăn đi, ăn đi. Trời ơi thằng Tàu Cộng nó mua mua mà nó giá bộ mẹ nó làm cục kẹo được kia, mẹ nó tẩm toàn là chất độc cho nó, ăn đi cưng ơi, nè cục kẹo này ngon lắm, xanh xanh đỏ đỏ đây nè, lụm vô đi cưng, ơi giỏi quá, giỏi rồi, lụm vô mẹ nó ra chết mẹ luôn. Nó ngồi bên đây nó cười, mày không có quát than gì được tao đó, mày có làm ma thì mày kệ mẹ mày, mày vô mày quát thù tao thì mày kệ cha mày đi, tao đâu quan trọng đâu. Hoặc là ngồi bắt đầu là uống nước với nhau, giá bộ ngồi tâm sự với nhau.
chúng ta vấn đề là sông liền sông, núi liền núi, cho nên đó, Việt Nam Trung Hoa lúc nào cũng là vấn đề là kêu bằng là tình hữu nghị, láng giềng tốt, bạn bè tốt, hàng xóm tốt, toàn là tốt làm không hà. Cho nên thôi đi, bây giờ coi như là tôi là anh, cho nên là tôi dâng cái ly rượu này coi như là cho đàn em. Cho nên bấy lâu nay là đất nước hai bên của chúng ta đó là khói lửa chinh chiến, chúng ta có nhiều hiểu lầm với nhau. Cho nên hôm nay tôi là đàn anh, tôi mạn phép tôi mời ly rượu này cho em uống. Coi như em uống ly rượu này là mình hóa giải đi những hiềm khích. Bởi vì cái biên giới năm 1979 đó là cũng là hiểu lầm với nhau. Cho nên đừng bao giờ mà người Việt Nam để thù nữa. Tôi biết người Việt Nam thù Tàu ngàn năm nay lắm. Cho nên thôi đi, coi như là tôi hạ mình uống ly nước này đi, uống ly rượu này, để mà vấn đề là kêu bằng đó là hả, quá giải đi hận thù mình, từ đây về sau sẽ là bạn tốt. Đó là Việt Nam không biết bắt đầu máu mẹ nó trào ra trơn, bắt đầu nó ngồi đó, nó bắt đầu nó cười, nó vỗ tay, nó nói mày tưởng tao là tao quá giải hận thù với mày hả? Mẹ ly rượu độc, những đây là kêu bằng đó là mẹ cực độc, tao cho mày uống để mày quá giải hận thù. Bây giờ mày quá giải hận thù với âm tạo địa phủ ở dưới rồi đó, tao cho mày quá giải hận thù đi đó. Mày quá giải đi. Trời ơi, sở dĩ nó không giết thằng Tổng Lũ là bởi vì nó nắm đầu thằng Tổng Lũ để ra lệnh cho những thằng bộ trưởng, ra lệnh cho công an, ra lệnh cho quân đội, ra lệnh cho 113 để mà đập, để mà giết người dân Việt Nam. Cho nên nó đâu dại gì nó giết thằng Tổng Lũ đâu. Sau khi mà xong xuôi hết đi rồi, thằng Tập Cận Bình qua nó sẽ mời mày một ly rượu mừng Lũ ơi là Lũ đó. Lúc đó tao nói vui dữ lắm Lũ ơi đó, tao cho mày bỏ tật mày đi đó, tao nói mày yên tâm đi, nó tới mày bây giờ đi nè. Tới lúc đó tao ngồi bên tao vỗ tay, tao bắt đầu tao cười ha. Nghe dè nghe dè nghe dè thằng Trọng Lũ, cái mặt ngu như cú, ăn cắm xú ăn cứt gà, đầu óc như bò mà đòi làm lãnh đạo, dân mình hết gạo khốn khổ khắp nơi, bỏ mặt đi chơi công du qua thằng hàng xóm. Hàng xóm cái là hàng xóm, miệng còn liếu lớn việc nước việc nhà, bỏ mặt dân ta sống đời cơ cực, nhân dân nổi bật nổi dậy khắp nơi, đập cho tả tơi mấy thằng đảng đĩ đó. tao chừng mày chết tao ngồi tao vỗ tay cho mày coi, mày hiểu không? Tao vỗ tay cho mày coi, mày yên tâm đi. Ngồi tao vỗ tay đấy, tao ăn mừng mà, tao cho mày bỏ tật mày ngục, bỏ tật mày ngu, biết không? Chứ không ai ngu ngục như mày hết trơn á, biết không? Ngục ngu quá trời mà. Cho nên các bạn yên tâm đi đó, người dân Việt Nam đó tha hồ đi nha, tha hồ mà ngồi ở đó đi, biết không? Rồi bắt đầu là kêu bằng ha, trá hình giết Việt Nam bây giờ đi nè, các bạn yên tâm đi. Cứ như vậy mà nó khai thác rừng từ ở trên Tây Nguyên, nó kéo dài xuống năm căn Cà Mau ở dưới. Ngày hôm nay các bạn đừng có tưởng rằng là mẹ nó ra, nó không có đi tới, nó đi tới mẹ nó rồi. Thằng Tàu Cộng nó vừa khai thác mà nó vừa đưa công nhân của nó qua. Bởi các bạn thấy bây giờ nó tràn ngập ở Việt Nam, nó làm việc toàn bộ công nhân của thằng Tàu Cộng đều là những cái thành phần đào tạo bán quân sự với lý do là tự vệ mà thôi. Thật ra đó là cả một sư đoàn, cả một lữ đoàn trá hình đang nằm dọc biên giới từ Lào mà vấn đề là kêu bằng là xuống tới, vấn đề là kêu bằng là từ ở trên, vấn đề là kêu bằng là miền Trung mà dài xuống tới miền Nam luôn. Mẹ nó đang đi xuống dưới miền Tây rồi, nó làm ở dưới rồi, bắt đầu nó trá hình, bắt đầu nó từ Lào nó đi xuống, rồi bắt đầu là kêu bằng là thằng Cộng sản Việt Nam bây giờ lạnh mẹ xương sống hết trơn rồi. Bây giờ làm sao dám vô những cái khu của thằng Tàu Cộng súng ống nó để trong trọng, cho nên bây giờ đâu dám làm mẹ gì đâu. Mẹ công nhân của Tàu Cộng nó đi tới đâu thì nó lập thành ấp, thành xóm, thành làng, điên lận đi bậy bậy bậy. Không, nó mẹ nó ra người dân Việt Nam giờ xong rồi đó, chỉ cần nó lên mẹ nó nổi lên cái là nó mới cắt cổ nó giết y như là gà. Cho nên miền Tây Nam Bộ bây giờ cũng có những xóm, những khu chợ toàn là tiếng Tàu không đó, toàn là người Hoa không đó. Tàu Cộng nó qua nó làm ăn, nó ở từ khu biệt lập gì. Chính cái bọn mà vấn đề là tình báo qua Nam nó cho những cái thằng công nhân Tàu thường xuyên đi qua bên Campuchia để mà giả bộ giật cây, rồi nhổ mấy cây móc, rồi đào ao, rồi phá phách,
đó, bắt đầu là khiến cho thằng Campuchia là mẹ nó dân tộc của nó thì nó đâu có thông minh như Việt Nam mình, nó thật thà mà, cho nên mẹ nó thấy vậy cái nó la làng cẳng cẳng lên, trời mẹ chắc cái đuôi tràm luôn, vun thong mang chia, thong cái lắm mang thè môi kia, mang chia, nó chửi mẹ nó lên như vậy đó là mẹ nó gà, tao nó vui rồi không, nó la làng lên, nó chửi là Việt Nam mày qua đây, mẹ nó ra mày lấy đất của tao phải không, nhưng mà đâu phải đâu, thằng Tàu Cộng nó xúi đi qua giật gậy bánh xe để cho thằng Campuchia nó ghét thằng Việt Nam. Trời ơi nó thâm độc như vậy đó. Mà Việt Nam mình không ai biết đâu. Điều tra ra có người Việt Nam là đi qua nhổ cọc của thằng Campuchia không? Không có ai chứ. Toàn là những thằng công nhân của Tàu mẹ quân đội nó qua nó chơi thọt gậy bánh xe kiểu như vậy đó. Tao nói mua đồ chính trị là nằm ở chỗ này nè. Nghe không? Nó chửi. Nó chửi bắt đầu là nó đập mẹ nó ba cái mã mồ của người Việt Nam bên Campuchia hết trơn. Nhưng mà thật tao chừng phát hiện ra rồi, mẹ nó chửi lên là quân đội nhân dân Việt Nam xâm phạm lãnh thổ của nó, nhưng mà nó đâu có biết được rằng là đây là cái chiêu mà thọc gãy bánh xe đâu. Trời mẹ ơi là trời, đây là cái chiêu mà ném đá giấu tay của thằng Tào Cộng. Thằng đảng đỉ biết không? Trời ơi thằng đảng đỉ nó biết cái sao không biết. Trời ơi nó mưu mô cùng chung với thằng Tàu Cộng mà nó ném đá dấu tay là nghề của nó mà. Nhưng mà bây giờ thằng Tàu Cộng nó cao cơ quá cho nên bây giờ nó ngồi nó thinh à, nó không dám nói chứ. Nó chỉ mời ông Thủ tướng Hun Sen đi qua bên Hà Nội rồi nó ngồi nó khóc một bên bệt thôi. Trời ơi anh đâu có lấy đất của em đâu. Trời ơi là trời, em nghĩ lầm anh rồi. Em ơi em đừng có đốt cờ của anh nữa. Anh thề trên là trên có trời dưới có đất. Việt Nam Campuchia không bao giờ anh lấy đất của em hết. Nó trời ơi đây sông Mê Công mùa xuân đã đến, chúng ta gặp nhau mà. Hãy anh còn là em còn, anh đâu có nở lòng nào mà anh đi qua anh lấy đất của em đâu. Kéo thằng cái hút tê hút sen đi qua bên bệnh, tao nói thiết đãi rồi ngồi khóc. Tao nói kêu bằng là thanh minh thanh nga dãy tử ở bên Hà Nội kìa, ở ngoài Ba Định kìa. Mong rằng Thủ tướng Hun Sen đi về nói lại cho vấn đề là ông vấn đề là Sihomoni, tức là vua bên Campuchia bây giờ đó, để đừng có hiểu lầm giữa Việt Nam và Campuchia. Bởi vì quân đội Việt Nam của tụi anh không có làm, tụi anh đâu có đi qua mà giật cột mắt mẹ gì đó, thằng Tàu Cộng nó làm. Liệu Campuchia nó tin không? Trời ơi là trời, thằng Hun Sen nó về nó dám báo với ông những này là Muni không? Ông những này là Sihomoni nghe, ông nhắc như liệu Campuchia nó tin không? Mày cái đảng đỉ của mày lừa đảo, rồi giờ kêu tao tin. Ngày xưa vấn đề là trong cái cuộc chiến mà mày muốn đánh Việt Nam Cộng Hòa, tao cho mượn biên giới của tao để tụi bay nằm rừng vùng đó bên đây. Mẹ rừng của Campuchia tụi bay vô, mẹ nó ra tụi bay ăn ở trong trống chung với Pol Pot. Rốt cuộc rồi mày đánh mẹ tao. Mẹ tao tin mày, tao tin mày cái cùi lâu vậy chứ tao kinh tin tin. Mẹ nó nghe mày qua đây mày ăn mày ỉa bên đất Campuchia thúi quắc cái đát mẹ nó là cộng sản của tụi mày. Việt cộng của tụi bay đi tới đâu là vấn đề là ăn mặn đái khai tới đó. Vô trong vấn đề là rừng của tao rồi còn mà đặt mẹ nó cầm chén cầm chiên lên khua sầm bắt nhẹ. Đâu dám vô rừng của vấn đề là biên giới của Việt Nam Cộng Hòa nó bắt cho dình dên luôn á. Mẹ nó ra mẹ Việt Nam Cộng Hòa bắt mẹ sình đầu luôn á, chết mẹ mày luôn. Cho nên trốn qua hễ mà động ở bên vấn đề là kêu bằng là bên bệnh các là quảng hồn. Ở trong U Minh Thượng, U Minh Hạ gì mà bị động cái là quảng hồn chạy qua bên rừng của Campuchia trốn trong trọng. Rồi mày đặt cái bộ quay phim nó trong rừng của Campuchia rồi kia rốt cuộc rồi giành được miền Nam Việt Nam, hứa trả Sài Gòn cho tao mày không có trả, cho nên tao ghét tao qua tao diệt chủng tao quánh cho mày biết một tận là thế nào là lệ độ. Bây giờ mày kêu tao tin mày à, tao tin cái cùi lâu hay tao chứ tao tin mày. Tao tin mày à, tao để cho mày đi qua bên biên giới Campuchia mày không có ca vấn đề là kêu bằng là nhạc miên để mày ăn Tết miên của tao. Mày qua cái mày ca toàn là mấy cái nhạc mùa xuân về trong chiến khu gió đưa cái cành cành lá ví vu u lội ra thằng cu không. Mẹ nó ra vấn đề là mày đẻ chữa mày ở trong vấn đề là kêu bằng đó là rừng rú tụi bay ăn ở với nhau chịch với nhau lội ra cu tiết cu tèo rồi tụi bay cũng đặt vấn đề là qua trung gian của tao để đưa về Hà Nội để nuôi trẻ con Việt Nam mình vẫn nó bị mày tưởng tao ngu à, tưởng tao ngu à. Cho nên cái ở cái cửa khẩu mà vấn đề là kêu bằng là Di Bà thuộc cái vấn đề là kêu bằng là Hồng Ngự của Đồng Tháp đó. Tân Hồng Đồng Tháp có cả một xóm là người Miên ở bên đó rồi chung với người Tàu luôn ở yên ngang đó, không cần phát bon mẹ chứ chỉ cần đưa tiền là người dân của đó ào ạt à. Qua bển ông lãm cho nó qua đánh bài chơi
Thằng chó đẻ cộng sản Việt Nam mày khó quá, mày không cho quánh bài, thích tiền tao qua Campuchia tao quánh bài. Campuchia nó mở xong bài ráp danh với biên giới Việt Nam, để nó kêu ê, qua đây nè, tụi bay có Việt Kiều nhiều lắm, trời ơi là trời, tao biết đất nước của tụi bay tị nạn cộng sản á, cho nên Việt Kiều nó đưa bánh nhiều quá, nó gửi tiền tụi bay về, đi qua đây đi. À, thậm chí qua đây rồi mấy ông lớn Việt Nam cũng chạy qua đây á, vô đây anh ơi, trời ơi nó khó lắm, trời ơi kỷ luật đảng ghê lắm, nó kỷ luật nó phê bình và tự phê bình lớn lắm. Cho nên đi qua đây quánh đi đó, vô trong trọng gọi gái gú của em tùm lum kìa, anh muốn người Việt Nam phải không, trời ơi tôi vô trong cái làng chỗ cầu Sài Gòn đó, trời ơi anh Nông Vinh cầu Sài Gòn là chỗ khu Việt Nam đó, để tôi kêu đỉ lên cho, hoặc là giờ sợ chơi đỉ bắt sida thì nó đem mấy em còn tin lên cho, trời ơi mới có 13-14 tuổi hà, trời ơi từ biên giới nó đi qua đây thiếu gì, trời ơi ở tại vấn đề là Long Xuyên Tân Châu đồ kia Hồng Ngự Châu Đốc đồ kia mẹ nó qua đây nè, muốn cỡ nào cũng có trơn á, trời ơi rẻ lắm em, chừng chỉ vàng một mà, trời mấy ông bên Việt Nam làm lớn mà tao nói tiền gom vô quá trời nhiều, các cây vàng không, các ký lô vàng không à, cho nên qua đây chơi em xả xui có sao đâu, trời mẹ ơi đó gái Việt Nam đàng hoàng nha, đó nó kìa thấy không, đó biết tiếng Miên đâu, nó tiếng Việt Nam không à, vô quánh bài đi, quánh ăn thoải mái đi, thậm chí bây giờ dân nhất là kêu bạn là mấy thằng chó đẻ ở Đồng Tháp nó vô nó bắt gà người ta, ta sợ quá, người ta nuôi gà ta ôm vào Campuchia ta đá mẹ chân qua bánh đá ăn tiện nhau cầm tiền về thôi à, không có thèm đá trong nước Việt Nam nữa. Đó tao nói vui không, tao nói vui ơi là vui không, bây giờ cái gì mà qua Campuchia cũng có, súng muốn qua Campuchia mua cũng có, đá gà qua Campuchia khỏi bắt, quánh bài bên Campuchia cũng không bắt luôn, lẩm đỉ bên Campuchia cũng ok luôn, mở nhà đó chứa đét cũng ok luôn. Đó, mẹ nó Việt Nam làm gì, thấy không, nó làm gì. Trước kia thì thằng Nguyễn Tấn Dũng nó đã nhận được vậy rồi, nó cho em của nó làm vấn đề là cái trường gà ở Kiên Giang với một ông nào đó ở quân khu 9 đó, ở tại Cần Thơ, cái trường gà của ông đó là ông Giang gì đó. Mẹ vấn đề là kêu bằng lớn lắm, không thằng nào dám vô đó, tại khu vực đó có quân đội mà, tại vì ngày xưa ổng đi đánh ở ngoài là Mỹ đâu kia, nhưng mà ổng yêu cầu để ổng khi ổng về rồi đất nước yên bình là ổng chỉ mở cái trường gà để ổng đá vậy thôi. Vậy mà giờ phe của thằng Nguyễn Tấn Sang, thằng Trương Tấn Sang nó cho người xuống dưới quậy banh tảnh trong kiếm chuyện hoài, rốt cuộc giờ cái trường gà của quân đội đóng cửa mẹ nó đi, em trai của thằng Nguyễn Tấn Dũng cũng đóng luôn, đóng để quan tàng từ năm 2011 tới giờ tao mới đưa tin cho chị hay kìa. Thấy chị hay không, từ ở tại biệt thứ đâu kia bên đây chị biết hết trơn. Chị biết lành hết trơn, trời ơi mẹ thằng cha, mẹ ở tại trước đây là kêu bằng là quân khu chết, mẹ mở tại mở trường gà đó đó, không ai dám vô lớp thì cộng lâm của nó. Rồi bắt đầu bây giờ tàu vô làm rộng cho nó không sao, nhưng mà tình đồng chí với nhau đó, thì thằng Trương Tấn Sang nó nhận được tin tức có người lên báo cho nó rồi, nó cho người giả bộ nó mẹ tới làm khó làm dễ, chứ nó là quân đội chơi, chứ nó nói quân đội giờ nó ngồi nó án binh bất động, nó sợ mà hơn sợ cọp. Mấy thằng mà làm diễn ở trong bộ chính trị đâu kia đó thì nó nhà lầu xe hơi, nó bán đất bán nước, còn trong quân đội cho để cho ngồi chơi xôi nước mày nghèo kệ mẹ mày. Rồi nhiều thằng lớn ở trong quân đội đó thì đủ mẹ nó tính nổi loạn lên thì ép mày bằng cách là cho mày đứng này là ra việc theo, tao cho mày ra mày làm ăn mày làm sân gót, tao cho mày làm này làm kia đó, chẳng là trá hình mẹ nó thôi, hoặc là mày lựa coi người nào mà đi nghĩa vụ quân sự mà nó sợ chết nhát của mày hù nó đi, mày nói trời vô trọng cái chỗ nó quánh mày chết à, bây giờ ngày nay đi nghĩa vụ giống như là đi ở tù vậy đó, cho nên có tiền không tao đến tao lấy. 15 triệu đưa ra đi, trời ơi rẻ lắm mà, ở nhà đi làm lụng trời ơi là trời, lấy ra 15 triệu mấy hồi, trời ơi tướng đẹp trai giờ nhìn hot boy quá trời, tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng, da mặt mịn trơn nhìn thấy cưng như tao, mẹ cưng quá cưng, đưa 15 triệu đi, trời ơi gia đình thương con thì đưa 15 triệu mới đưa ra, mẹ tàu nó bắn chết à, thấy cái thằng hải quân gì hay không, mẹ nó ra nó mẹ không có ngoan, bị cấp trên nó quách mẹ cho sình dên, nó mổ nó lấy nội tạng nó thấy không, thấy không, thấy cái gương đó không, muốn đi không, cho đi. Cho nên ở tại Cà Mau bây giờ là tao nói dày đặc thằng Tàu Cộng hết trơn rồi. Trời ơi, tao nói nó qua nó quậy tan tành cái đất nước Việt Nam mà. Nó đi tới đâu là nó tuyển công nhân rẻ mạt tới đó mà. Trời ơi, nó tuyển trong Việt Nam làm đã đời, nó không trả tiền luôn nữa. Nó tuyển đã đời rồi, đó đầu bây giờ nó tuyển tới người dân Việt Nam, nó cho bộ nó đăng tin nó bắt đầu nó đem đi qua bên những này là cái bằng là Nigeria, nó đưa ra Angola rồi bị đốt cháy thiêu giết ở bên bển. Báo chí hôm nay nó đăng lên tại sao người Việt Nam chứ mày là ở cái nước đó, cộng đồng hải ngoại vô coi tá quả mẹ cái đất nước chó đá gà muối nó nghèo chết mẹ, người dân bên làm gì, người dân trời trời đất quỷ thần ơi, cái đất mà dân mày làm bên châu Phi nó nghèo thấy con đi mẹ luôn, cái đất Angola mẹ nó ra chó đá gà muối tự dân nó đâu có bắt mặt Việt Nam đi bên làm mà để cho tao giết chết bên mổ đòi tạng ở bên bệnh động trời không, nó đăng lên báo tao tìm hiểu ra thì thành ra là thằng Tàu Cẩm nó dụ đi vô làm hãng xưởng của nó, xong rồi nó đem mẹ nó đi qua bên Tàu, nó đi qua bên châu Phi mà nó nói nó có hãng xưởng bên qua bên có con mẹ gì nó bắt đi khai thác rồi đi mặt đạo vàng.
Trời đất quỷ mẹ ơi, là trời Lisa nhận được cái tin. Trời đất, tao nói nó động trời như vậy đó. Mà người dân Việt Nam đâu có biết đâu. Mẹ, cái đất nước châu Phi Angola chứ những lần đi gà này làm gì mà có cái gì. Mẹ nó ra nó xin tiền của Mỹ hàng năm, người ta nhân đạo bên đây ta đem qua đồ ta cho nó ăn. Mẹ nó ra nó nằm nó không có đồ ăn, nó ăn nó tự nhiên. Người dân Việt Nam đâu đâm đầu bên làm gì vậy? Đưa vào bên làm này đi đào vàng đá nó mổ nó lấy nội tạng đó. Người nào chống đối lại thì nó thiêu cho chết để làm gương đó, nó quay lên đó là về báo chí Việt Nam đăng lên đó. Có gì đâu mà báo Việt Nam nó không dám đăng, sợ người dân Việt Nam biết. Chị xì cho các em nghe, chị nói cho các em nghe, nó không dám đăng đâu. Chỉ có chị biết thôi, chị liên lạc mà trời, người của chị trên toàn thế giới cho mẹ. Hội nhân quyền người ta điều tra ra sạch sẽ. Người ta hỏi tại sao người dân Việt Nam không đi qua Mã Lai, xin Đài Loan đồ kia, có thiếu gì nước tự nhiên phải đi qua hai cái nước này. Cái nước Angola, cái nước Nigeria này. Qua tận bên mấy cái nước xa xôi để làm gì? Trời ơi, ta nói dân Việt Nam mình bây giờ ta nói ăn đồ độc của thằng Tàu riết là giống như bị mùa mê thuốc lú hay sao? Ê trời, hết giờ rồi hả? Trời còn nhiều lắm. Không thể nào mà vấn đề là kể hết được, thôi hết giờ rồi thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người vấn đề là thông minh và sáng suốt để mà giúp đỡ người Việt mình với nhau càng ngày càng mọi người càng vấn đề là đọc nhiều cái tin tức để mà vấn đề là nghe chương trình Khai Dân Trí để các bạn thông minh và sáng suốt hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và mọi người. Xin thân ái chào các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại chương trình tới.